Nhà máy Masan Trivedi Hậu Giang tại khu công nghiệp Sông Hậu đã chính thức khánh thành với tổng nguồn đầu tư 1.600 tỷ đồng. Niềm tin của người dân về sự phát triển của khu dân cư thương mại Trà Lòng trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương đi lên. Khi nào mới hết hạn đổi giấy phép lái xe mới? Đây là một trong những nội dung chính trong tiết mục An toàn giao thông cuối tuần. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, công ty cổ phần tập đoàn Masan tổ chức lễ khánh thành dự án nhà máy bia Masan Trivedi Hậu Giang tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành. Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Quỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Bạc Liêu, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Thưa quý khán giả, sau hơn 6 tháng triển khai xây dựng, nhà máy bia Masan Hậu Giang đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án được tỉnh đánh giá là triển khai nhanh nhất. Khi đi vào hoạt động với công suất tối đa sẽ đóng góp vào nguồn ngân sách tỉnh khoảng 14.000 tỷ đồng trong 10 năm tới. Nhà máy bia Masan Trivedi Hậu Giang có diện tích 14,6 ha đặt tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành với tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng với công suất ban đầu 100 triệu lít một năm. Kế hoạch phát triển tương lai sẽ mở rộng lên 150 triệu lít một năm. Nhà máy được trang bị những thiết bị hệ thống dây chuyền hiện đại nhất với công nghệ tự động hóa từ những nhà cung cấp quốc tế uy tín, đảm bảo chất lượng đầu nhất, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ở Masan, chúng ta tin rằng các sản phẩm của chúng ta ngoài việc mang đến những trải nghiệm, sự thưởng thức cho người tiêu dùng, còn phải góp phần tạo nên một lối sống lành mạnh, tình cảm chân thành và lòng gắn bó. Ở Masan, chúng ta tin rằng chúng ta không chỉ có mục tiêu thành công trong kinh doanh, chúng ta còn muốn và là được công nhận và được công nhận là một nhà sản xuất có trách nhiệm với xã hội. Đây là niềm tin và là lời cam kết của Masan. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư để hoàn thành dự án theo đúng thời gian cam kết. Đây là một dự án có tiến độ triển khai khá hoàn chỉnh, hoàn hảo với công nghệ hiện đại của châu Âu. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đánh giá rất cao và hoan nghênh tinh thần làm việc khoa học, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên tập đoàn Masan tại dự án này, nhất là trong công tác phối hợp với các sở ngành, tỉnh và chính quyền địa phương, dự án được triển khai và hoàn thành sớm. Trong thời gian tới, những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh có liên quan đến trách nhiệm của tỉnh và các địa phương, đề nghị công ty chủ động kiến nghị với tỉnh, chúng tôi sẽ phối hợp tạo mọi điều kiện tốt nhất để tập đoàn Masan hoạt động tốt nhất tại Hậu Giang. Đây là cái dự án của chúng ta đáp ứng cái nhu cầu ở trong nước, xây dựng cái thương hiệu ở trong nước chỉ là một cái nhiệm vụ ban đầu. Trong cái đó, nhiệm vụ lớn hơn của dự án chúng ta tức là xây dựng được thương hiệu và bước ra ngoài, bước ra cộng đồng kinh tế ASEAN và bước ra thế giới. Thì đấy mới là cái thách thức to lớn của dự án. Vì vậy mà chúng tôi rất là mong tập đoàn Masan và tỉnh Hậu Giang, các đồng chí sẽ thực hiện tốt cái việc quản lý dự án và xây dựng thương hiệu, xây dựng thực sự là một cái nhãn hiệu bia mà các đồng chí đã mong muốn, là bia thật, bạn thật và quan tâm thật. Làm sao để chúng ta có được một cái thương hiệu bia bước ra được thị trường thế giới là cái niềm tự hào của Hậu Giang, niềm tự hào của miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Việc đưa vào hoạt động nhà máy bia Masan Hậu Giang sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động trong 10 năm tới. Khi nhà hoạt động ở công suất tối đa, sẽ đóng góp vào ngân sách tỉnh Hậu Giang khoảng 14.000 tỷ đồng, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân. Nhân dịp này, tập đoàn Masan đã trao 200 triệu đồng ủng hộ vào quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh Hậu Giang và đầu tư toàn bộ chi phí xây dựng cột giao thông qua khu công nghiệp Sông Hậu. Thưa quý vị, công tác tuyên giáo cần phải được đổi mới và nâng chất, đặc biệt là phải quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, là nội dung trọng tâm được ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, lưu ý tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Kết quả nổi bật nhất của ngành tuyên giáo trong thời gian qua là đã tham mưu tốt cho tỉnh ủy trong việc tổ chức lấy ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, tuyên truyền về thành tựu của Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2010-2015, cũng như góp phần thực hiện hoàn thành 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015, nêu cao tinh thần đoàn kết, vai trò của nhân dân trong việc đóng góp vào nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để thực thi trong dân. Đặc biệt là việc tuyên truyền và đẩy mạnh sâu rộng cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, chỉ thị 15 của tỉnh ủy ngày càng đi vào cụ thể, có chiều sâu. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã triển khai hướng dẫn thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2016 đến khi Trung ương có quyết định mới. Qua đó, thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Cũng trong hôm qua, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, trong năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu của tỉnh đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%, tổ chức thành công hội chợ thương mại đồng bằng sông Cửu Long 2015, đưa hàng hóa dịch vụ đến gần hơn với người tiêu dùng. Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao kết quả ngành công thương tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn tỉnh quan tâm tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn. Dịp này, đại diện công ty bia rượu nước giải khát Habeco đã trao 1 tỷ đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối qua, chúng tôi đã có phóng sự ghi nhận sự đình trệ của dự án khu dân cư thương mại Trà Lòng, một trong những dự án quan trọng của thị xã Long Mỹ trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điều đáng nói, trong khi 35 hộ khác bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng ý nhận tiền và giao mặt bằng, thì có một hộ dân khác là bà Đặng Thị Sáu vẫn không đồng tình với mức bồi thường của tỉnh, dẫn đến việc không bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư tiếp tục dự án. Vậy yêu cầu của bà Sáu có chính đáng và những người dân cùng ảnh hưởng bởi dự án như hộ của bà Sáu có suy nghĩ như thế nào? Phóng viên thời sự tiếp tục có ghi nhận. Hơn 50 gốc bưởi và dừa đang cho trái và đem lại thu nhập khá. Nhưng khi triển khai xây dựng khu dân cư thương mại Trà Lòng, ông Dương Nhật Sơ đã không ngần ngại đốn bỏ để giao gần 900 mét vuông đất cho nhà đầu tư. Khi mà có cái nhà đầu tư đến đây để mà làm cái phát triển cái khu chợ này đó, thì mình cũng đồng tình trước, mình hưởng ứng cái phong trào đó, là cũng như là có thể là làm cho cái phường mình nó văn minh sau này, cho con cháu mình sau này thôi, chứ từ đó mình mới đồng ý nghĩa là cho làm cái chương trình này cho nó nhanh. Không chỉ riêng ông Sơ mà 33 hộ dân khác bị ảnh hưởng trong dự án cũng đồng thuận nhận tiền bồi hoàn với mức giá như trên. Sự đồng thuận của ông Sơ cũng là điều dễ hiểu, bởi hơn 70 năm gắn bó với vùng đất này. Ông biết nơi đây cần phải làm gì để thay đổi, và sự thay đổi đó không chỉ cho riêng ông mà cả bà con xung quanh mình. Chợ Trà Lòng hôm nay đã nhộn nhịp, khang trang, khác hẳn với ngôi chợ nhỏ hẹp trước kia. Đó là cảm nhận chung của nhiều tiểu thương nơi đây. Phường bây giờ lên tập trung hết, coi như là phát triển các nhà lên phố hết, điều hết, thì điều đó là càng thêm sung túc hơn nữa. Nói chung ra trước thì cái chợ của mình ở đây thì nó nhỏ, nó chật hẹp, thay đổi nó khang trang hơn. Tuy nhiên,
trong 36 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư thương mại Trà Lòng. Còn một hộ không đồng ý giao mặt bằng cho nhà đầu tư, luôn cản trở quá trình thi công chỉ vì không chấp nhận mức giá bồi thường theo quy định. Đó là hộ bà Đặng Thị Sáu. Trong khi đó, 34 hộ cùng dự án trên đã ký tên giao mặt bằng, nhận tiền bồi hoàn. Một hộ đã đồng ý giao mặt bằng cho nhà đầu tư nhưng chưa đồng ý nhận tiền. Bởi hơn lúc nào hết, bà con nơi đây luôn tin tưởng vào những thay đổi mà dự án này sẽ mang lại cho phường Trà Lòng trong tương lai. Thì nói chung ra thì dân ở đây thì ta cũng mong muốn bà Sáu cũng phải nhiệt tình góp phần với nhà nước để mà mình lập lại cái khang trang cái chợ của mình cho nó tốt đẹp. Quyền lợi chung cho cái là ông bà cô bác ở trong khu vực này á, sau này mua bán làm ăn phát đạt đồ, có chợ búa đồ, nó sung túc lên. Vì lợi ích chung đó là điều rất cần thiết, bởi khi khu dân cư thương mại Trà Lòng hoàn thành sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, đời sống người dân sẽ được cải thiện. Trong đó có gia đình bà Đặng Thị Sáu và người dân khu vực lân cận. Đó cũng là điều mà người dân nơi đây đang chờ đợi. Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay: phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của một đơn vị doanh nghiệp thủy sản. Qua đó là đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, yêu cầu là công ty khắc phục ngay cái tình trạng là xả nước thải là chưa qua xử lý ra môi trường. Đồng thời chúng tôi cũng đã tiến hành là lấy một cái mẫu gửi phân tích. Khi nào mới hết thời hạn đổi giấy phép lái xe mới? Đây là một trong những nội dung chính trong tiết mục an toàn giao thông cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận việc phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp trong việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển này thời gian qua vẫn chưa hài hòa với bảo vệ môi trường, khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài và ngày một trầm trọng. Tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, gần đây nhiều bà con sống dọc hai bờ kênh sáng Búng Tàu thuộc hai phường Hiệp Thành và Lái Hiếu tỏ ra khá bức xúc với việc công ty cổ phần thủy sản Biển Đông Hậu Giang tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Ngã Bảy đã gây xả thải ô nhiễm môi trường. Nhận được tin báo này thì Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của công ty này. Theo nhiều người dân, khoảng hơn một tháng trở lại đây, công ty cổ phần thủy sản Biển Đông Hậu Giang liên tục xả nước thải ra kênh Búng Tàu, khiến nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho bà con bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, để bảo vệ sức khỏe cho mình, các hộ dân phải bỏ ra khoảng 4 triệu đồng để khoan giếng lấy nước sạch sử dụng. Như hôi, gió nó phất qua đây vậy nè là nó hôi dữ lắm, mà gió nó tạt cái trong thì sớm trong nó hôi. Còn nước, cái nước máu nó ra thì nước dòng nó ra gì, nước lớn nó trôi vô thì mỡ nó trôi vô, nên là lên bền vậy đó. Sau thời gian nắm tình hình, mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hậu Giang bất ngờ kiểm tra bắt quả tang công ty cổ phần thủy sản Biển Đông Hậu Giang xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý trực tiếp ra kênh sáng Búng Tàu. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo công ty không xuất trình được các thủ tục pháp lý bảo vệ môi trường và thừa nhận mặc dù chưa xây dựng xong các hạng mục của dự án, trong đó có hệ thống xử lý nước thải, nhưng công ty đã đi vào hoạt động từ giữa tháng 11 năm 2015 nhằm giải quyết nhu cầu lao động cho người dân. Thì cũng có nói chuyện qua lại giữa sếp tổng giám đốc á, là có nói chuyện với ủy ban này kia là coi như cũng cố gắng nhanh nhanh để giữ chân công nhân cho người ta đừng có đi ra khỏi tỉnh nữa. Thì công ty cũng nhanh chóng để làm, thì nó cũng có những cái bước là như vậy cho nên mình mới làm gấp quá. Thì qua đó là đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, yêu cầu là công ty khắc phục ngay cái tình trạng là xả nước thải là chưa qua xử lý ra môi trường. Đồng thời chúng tôi cũng đã tiến hành là lấy một cái mẫu gửi phân tích. Thì sau khi có kết quả phân tích mẫu thì sẽ đoàn kiểm tra sẽ mời là đại diện công ty lên tiến hành là phân tích các cái lỗi vi phạm, sau đó sẽ tham mưu cho giám đốc ra quyết định xử lý đúng quy định.
việc cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của công ty cổ phần thủy sản Biển Đông Hậu Giang là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, ngày nào công ty còn hoạt động và hệ thống xử lý nước thải chưa xây dựng xong thì đời sống của người dân sẽ còn bị đe dọa. Lệ bản tin an toàn giao thông cuối tuần do biên tập viên Thanh Tuyền trình bày sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối hôm nay. Xin mời chị Thanh Tuyền. Dạ, xin cảm ơn chị Ngọc Mai. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày hôm qua, tại khu vực 1 phường 3 thành phố Vị Thanh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, ở trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết. Theo đó, ông Quỳnh Đình Nhiên, sinh năm 1962, ngụ xã Hưng Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe mô tô biển số 68C1-13976 đi trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường 3, hướng từ cầu Cái Nhút về phường 7, đã va chạm với xe mô tô đi cùng chiều do bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1964, điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Cúc ở xã Dị Trung, huyện Dị Thủy. Vụ va chạm làm bà Cúc bị chấn thương phần đầu, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và tử vong sau đó. Bản tin an toàn giao thông hôm nay xin được tiếp tục với nhiều vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì có nhiều thông tin phương tiện, chủ phương tiện các loại xe vận tải đã tìm mua và dán các loại khẩu hiệu lái xe an toàn, tính mạng con người là trên hết trên cửa kính chắn gió phía trước xe ô tô để mà tránh những cái trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, mới đây thì Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi đến Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như là Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để làm rõ thông tin này, đồng thời khẳng định việc không dán khẩu hiệu trên xe ô tô bị phạt là hoàn toàn không chính xác. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thông tư số 63 quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ chỉ có khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết, không có dòng chữ lái xe an toàn được niêm yết bên trong. Tại vị trí lái xe dễ nhận biết của các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch. Không áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa và mẫu khẩu hiệu được thiết kế theo quy định tại phụ lục số 10 của thông tư này. Nghị định số 171 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 107 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 171 chưa quy định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền đối với hành vi không dán niêm yết khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Một thông tin khác cũng đang nóng trong những ngày qua. Thưa quý vị, hiện các điểm đổi giấy phép lái xe ở nhiều địa phương đã đang trong tình trạng quá tải như hình ảnh và quý vị các bạn đang nhìn thấy. Vì có thông tin là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, nếu những người dân không đổi cấp giấy phép lái xe thì sẽ bị phạt tiền hoặc là tịch thu giấy phép lái xe. Tuy nhiên thì đây chỉ là tin đồn thất thiệt và người dân cũng không nên quá hoang mang vì điều này. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại về lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe như sau. Theo thông tư số 58 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định thời hạn đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng và giấy phép lái xe hạng A4 dành cho máy cài, máy công cụ bằng giấy có bọc ni lông sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thẻ nhựa được dời đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2016, thay vì đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tương tự, với giấy phép lái xe các hạng A1, A2 và A3 được dời đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau 6 tháng, theo lộ trình chuyển đổi, người có giấy phép lái xe không chuyển đổi bìa giấy sang vật liệu PET phải sát hạch lại lý thuyết để được cấp giấy phép lái xe. Và để tiện lợi hơn cho người dân thì chúng tôi cũng xin được cung cấp một số thông tin về hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cũng như những trường hợp mất hoặc là hết hạn để người dân chúng ta có thể chủ động hơn trong việc cấp đổi giấy phép lái xe. Hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe gồm hai ánh màu 3-4, đơn đổi cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu,
giấy chứng nhận sức khỏe có hiệu lực dưới 1 năm, giấy chứng minh nhân dân, chi phí đổi 135.000 đồng cho một giấy phép lái xe, thời gian trong vòng 5 ngày làm việc. Trường hợp mất hết hạn giấy phép lái xe. Bị mất giấy phép lái xe còn hồ sơ gốc, mang hồ sơ gốc tới địa điểm nhận bằng thi bằng lái trước kia hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp tỉnh, thành phố để xin cấp lại giấy phép lái xe. Có giấy phép lái xe bị mất hồ sơ gốc cần đến các địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe mà không cần hồ sơ gốc. Xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin an toàn giao thông cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại nội dung chương trình tại trang web hậugiangtv.vn hoặc kênh YouTube cũng với tên miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tối mai.